kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống là loạt phóng sự, phóng sinh, hiểu và thực hành nghi thức sao cho đúng. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về huy động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới ở thôn Triều Đông, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Cuối chương trình, mục Nét đẹp xứ Nhãn xin giới thiệu tới quý vị hành động đẹp của cô giáo đã 20 lần hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều tín đồ Phật giáo và người dân thực hiện việc phóng sinh, thả các loài chim, cá, ốc và thủy sản khác. Mục đích là để cầu cho sự sống, lan tỏa tình yêu thương, kéo dài thọ mạng của sinh vật. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và làm đúng về phóng sinh. Bởi vậy, phóng sinh có khi trở thành phóng tử. Đây là nhóm Phật tử một ngôi chùa ở huyện Khoái Châu đang thực hiện nghi thức phóng sinh. Cá, ốc, trạch và một số loài thủy sản khác được vận chuyển từ Khoái Châu tới Hồ Bán Nguyệt ở thành phố Hưng Yên. Sau khi thực hiện nghi thức, các Phật tử bắt đầu phóng sinh các loài thủy sản xuống hồ. Nhiều con vật đã chết trước khi được phóng sinh. Nhiều con khác, sinh mạng cũng rất mong manh. Tôi mua tôi thả, có nghĩa là có một người phải bán tôi mới mua chứ làm sao tôi mua được. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang khuyến khích một số người đi làm cái nghề này để bắt những con chim để tôi thả. Thì cái điều đó là không nên. Chuyện phóng sinh trong Phật là chúng ta làm thế nào để tha một cái mạng sống, để cứu một cái mạng sống khác, để nuôi dưỡng cái lòng từ. Mình tôn trọng một cái sự sống của người khác. Không nên dùng cái sức lực của mình để rồi mình chèn ép mình, mọi cái mình bắt một cái đối phương phải sống trong một cuộc sống khổ đau. Phóng sinh sẽ trở thành phóng tử nếu Phật tử đặt hàng, thời gian vận chuyển lâu, vật phóng sinh bị nhồi nhét. Chưa kể việc phóng sinh những loài vật không phù hợp với hệ sinh thái cũng sẽ ảnh hưởng tới môi trường và sự sống của nhiều loài sinh vật bản địa. Những năm gần đây, nghi thức phóng sinh được nhiều người thực hiện và quy mô ngày càng lớn. Có cầu, ắt có cung. Số người bắt nhốt các loài vật này vì thế cũng tăng lên. Bên này thả cá, bên kia dùng kích điện bắt lại là những hình ảnh không hiếm, nhất là ngày ông Công, ông Táo hay tuần rằm. Phóng sinh ở đâu? Phóng sinh như thế nào? Để những loài sinh vật được sống tự do, thoải mái, không phải là những câu hỏi dễ trả lời. Phóng sinh là nghi thức trong Phật giáo mang nhiều ý nghĩa nhân văn tốt đẹp. Vậy thực hiện nghi thức này như thế nào và người thực hiện nghi thức phóng sinh cần có tâm thế ra sao? Để có câu trả lời, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Tại chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, phóng sinh là nghi thức được nhà chùa cùng Phật tử thực hiện thường xuyên. Các loài vật chủ yếu là thủy sản phóng sinh xuống hồ trong chùa. Khi thấy một con vật bị đánh bắt, giam cầm, có nguy cơ tổn hại tới sự sống của nó, vì lòng thương, chúng ta dùng tiền để mua, dùng vật để đổi, hoặc là dùng lời nói để khuyên bảo, giúp cho cái loài vật ấy được phóng thích, thoát khỏi sự nguy nạn. Nghi thức quan trọng nhất của lễ phóng sinh không nằm ở quy mô, số lượng to lớn hay sự cầu kỳ lễ bái, mà chính là tâm thành muốn bảo vệ sự sống của các loài vật. Với hành động nhẹ nhàng, thả vật tại nơi yên tĩnh, kín đáo và cầu nguyện cho con vật có một cuộc sống tự do, không bị bắt nhốt. Thứ nhất là mình không đặt mua các cái loài vật phóng sinh. Vì khi mình đặt hàng mình mua thì vô tình chúng ta đã khuyến khích những cái người ta săn bắt. Thứ hai nữa là khi phóng sinh thì mình phải chọn cái môi trường phóng sinh an toàn nhất. An toàn ở đây là vừa an toàn cho cái loài vật được phóng sinh và an toàn cả cho những loài vật xung quanh nó. Và thứ ba là cái phần nghi lễ thì chúng ta có thực hiện để cầu nguyện cho nó ở góc độ tâm linh, nhưng mà chúng ta cũng thực hiện cho vừa phải để đảm bảo cái loài vật đấy phóng sinh có thể là nó sống được, thì đấy mới là cái quý. Hiểu đúng về ý nghĩa phóng sinh, người dân sẽ có cách thực hiện phù hợp để mỗi ngày đều là duyên lành để trao đi mạng sống cho muôn loài và đem lại sự bình an trong tâm hồn mỗi người. Thời gian gần đây, nhiều Phật tử và người dân đã đăng ký hiến mô tạng như một cách thể hiện tôn trọng sự sống và lan tỏa yêu thương. Bà Trần Thị Tuyết Vân là Phật tử chùa Cổ Am ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Sau nhiều năm tìm hiểu về Phật giáo cũng như ý nghĩa của nghi thức phóng sinh, cách đây không lâu, bà Vân đã quyết định đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời.
Bà hy vọng một phần cơ thể mình có thể giúp một sự sống khác được tái sinh, bởi sự sống của con người là quý giá nhất. Phóng sinh là thường là cứu độ cho các loài động vật. Thế còn đối với con người đó là mang lại cái sự sống. Chính vì vậy mà có một cái tâm nguyện là sau khi không ở cõi ta bà này thì sẽ hiến mô tạng cho những bệnh nhân. Theo giáo lý nhà Phật, việc hiến mô tạng và hiến cơ thể trong nghiên cứu y học là việc làm thiện được khuyến khích. Về mặt ý nghĩa, có nhiều sự tương đồng với nghi thức phóng sinh. Phóng sinh có nghĩa là mình tha một cái mạng sống hoàn toàn, mình cứu một cái mạng sống hoàn toàn. Còn mình hiến tạng, hiến cái một phần thân thể của mình cho một người khác, có nghĩa là mình sẽ, thứ nhất là nó mang nghĩa là mình giúp cho một người khác để tiếp nối một sự sống. Đây là một cái ý nghĩa rất là hay. Cái thứ hai á, là cũng có thể rằng là sau khi mình mất rồi mình sẽ cống hiến cho họ những cái phần thân của mình để cho khoa học làm một công việc là nghiên cứu. Thì đây là hai cái việc làm nó rất là tốt. Hiến mô tạng sau khi qua đời là việc làm tốt đẹp, giàu tính nhân văn. Song dân gian vẫn tồn tại tâm lý e ngại vì cho rằng cơ thể cần phải được toàn vẹn sau khi qua đời, nếu không sẽ ảnh hưởng về mặt tâm linh. Tuy nhiên, quan niệm này không đúng với giáo lý nhà Phật. Nếu chứng nhận giờ tôi đem cái trái tim của tôi, tôi sắp mất hoặc là sau khi tôi mất và là cái đó, bộ phận nó vẫn còn sử dụng được, tôi hiến cho người khác có nghĩa là tôi cũng đang tồn tại với một góc độ khác ở một người khác, thì tại sao chúng ta lại từ chối? Thứ hai là vấn đề tâm linh, cái quan điểm mà cho rằng là giữ mãi thì nó không đúng đâu, bởi vì nó luôn luôn nào thay đổi, làm gì mà có cái chuyện giữ mãi. Phật giáo nó chủ trương là mọi pháp đều do duyên sinh, cho nên bản thân của nó là vô thường rồi. Thì Đức Phật lại khuyên đó là nếu chúng ta mà để làm cho cái lợi ích xã hội thì chúng ta không nên cố chấp. Là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết trong hoạt động phong trào, cô giáo Trần Hải Hoài, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, không chỉ được nhiều học sinh tin yêu bởi phương pháp dạy học sáng tạo, mà cô còn khiến các học trò cảm thấy phục bởi đã 20 lần tình nguyện hiến máu cứu người. Đây là những hình ảnh được cô giáo Hoài chia sẻ trong những lần hiến máu tình nguyện, và lần gần nhất là vào ngày 11 tháng 3 do huyện đoàn Văn Giang tổ chức. Trước đó, lần đầu tiên quyết định tham gia hiến máu, nhiều bạn bè, người thân ngăn cản vì lo cho sức khỏe của chị. Nhưng mỗi lần hiến máu về, sức khỏe vẫn tốt, không có gì bất lợi. Cũng từ đó, chị tham gia hiến máu đều hơn. Mỗi lần hiến máu thì lại đem lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc vì được cho đi. Và rất mong được cho đi và rất mong là đủ sức khỏe để sẽ lan tỏa cái hiến máu nhân đạo này đến bạn bè, đến người thân và đặc biệt là cộng đồng để chung tay để cứu sống người bệnh. Em rất tự hào khi mẹ em có rất nhiều hoạt động thiện nguyện và đặc biệt là hoạt động hiến máu, và em mong muốn thế trở thành một người như mẹ, một người tốt và có nhiều hoạt động cho xã hội. Mỗi năm trung bình hiến máu từ 2 tới 3 lần. Đến nay, với 24 năm đứng trên bục giảng, chị đã có 20 lần hiến máu nhân đạo. Không chỉ là người hiến máu nhiều, chị còn tích cực vận động nhiều đồng nghiệp và người thân tham gia cùng hiến máu. Ngoài công tác chuyên môn, chị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ là một giáo viên dạy văn sáng tạo với nhiều bài giảng thu hút, hấp dẫn học sinh, cô giáo Trần Hải Hoài còn được biết đến là một cán bộ đoàn năng động, có nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa như từ thiện nhân đạo, ủng hộ phòng chống Covid-19, đồng hành cùng câu lạc bộ biển đảo quê hương. Và để ghi nhận những nỗ lực cũng như nhiệt huyết tuổi trẻ, cô giáo Trần Hải Hoài đã nhận được nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành như bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong dạy học và công tác đoàn đội, chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của tỉnh đoàn trong công tác tổng phụ trách đội, giấy khen của Hội chữ thập đỏ tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Cô hiến máu tình nguyện đến lần thứ 20 thì em cảm thấy là cô là một người có trái tim rất yêu thương đối với cộng đồng, với những người có hoàn cảnh khó khăn. Và từ hình ảnh của cô em cảm thấy được là mình cũng phải là góp phần một phần gì đó của mình vào sự phát triển và cống hiến cho xã hội. Nhiều năm qua thì cô Trần Hải Hoài là tổng phụ trách đội, là bí thư đoàn. Cô là một giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ rất là vững vàng, đồng thời cũng là một cô giáo rất tâm huyết với phong trào đội cũng như là phong trào đoàn. Đặc biệt với cái phong trào từ thiện hiến máu nhân đạo thì cô Trần Hải Hoài là con chim đầu đàn,
năm nào cô cũng xung phong tình nguyện đi hiến máu để làm công tác từ thiện nhân đạo. Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, cô giáo Trần Hải Hoài đã trở thành tấm gương sáng, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong nhà trường và ngoài cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng nông thôn mới đạt chất lượng và hiệu quả thì bên cạnh vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, việc phát huy được nội lực cũng như là sự chung sức đồng lòng của người dân là vô cùng quan trọng. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng về thôn Triều Đông, xã Vĩnh Khúc, là một trong những địa phương có phong trào huy động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới tốt của huyện Văn Giang. Đây là công viên văn hóa thôn Triều Đông. Công viên rộng trên 600m, được khởi công xây dựng từ giữa năm 2020 và tới ngày 9 tháng 4 năm 2022 thì khánh thành và đưa vào sử dụng. Điều đặc biệt, số tiền hơn 400 triệu mua nguyên vật liệu và hơn 1.000 ngày công xây dựng đều do nhân dân của thôn đóng góp. Do đó, công trình này còn được gọi với một cái tên khác là công viên không đồng. Bản thân tôi là người trực tiếp ngày ngày ở công viên, những ngày nắng cũng như ngày mưa là chúng tôi đều hăng hái là ra công viên để làm. Lúc đấy là khí thế nó đang hồ hởi, cho nên là toàn dân cùng ra, có những cụ già rất là già, cụ vẫn ra đánh vữa, bê gạch. Nắng mưa cũng chả nghỉ, có việc gì ở đây là chúng tôi tham gia thôi. 5 người làm 5 người, 10 người làm 10 người. Đến khi mà hoàn thiện được cái công trình này rồi ấy, thì đúng thực sự ra mà nói là bây giờ chúng tôi cũng thấy rất là tự hào. Bởi vì là đã là cũng có những đôi bàn tay của chính bản thân mình là tham gia đóng góp với cho nhân dân. Sau khi công trình được hoàn thành và đi vào sử dụng, người trong thôn lại phân chia nhau vệ sinh và bảo quản. Từng chi hội trong thôn đều được phân công rõ ràng và tự giác thực hiện để không gian nơi đây luôn được sạch sẽ, thoáng mát, là nơi để người dân trong thôn nghỉ ngơi, vui chơi sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Về công tác bảo quản các dụng cụ của công viên, do hội cựu chiến binh chúng tôi bảo quản, các đồng chí là lúc nào cũng luôn luôn là sẵn sàng. Tôi giao nhiệm vụ từng đồng chí một, đồng chí thì giờ này, đồng chí giờ khác, thì thay đổi nhau là túc trực cho đến khi bắt đầu công viên là không còn người chơi nữa thì bắt đầu là chúng tôi sẽ ra về. Ngoài công trình, công viên văn hóa, thôn Triều Đông còn làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở các công trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại địa phương, bảo vệ và giữ gìn các di tích văn hóa. Tại nơi đây, bất kỳ một hoạt động xây dựng nông thôn mới nào đều được người dân đồng lòng, đồng sức. Trong làng ấy, từ việc đình đến các việc xã hội hóa của thôn, chúng tôi đều lấy ý kiến chi bộ sau đến quân dân chính, tôn trọng ý kiến của nhân dân để làm thế nào những nhân dân cùng với lại đảng chính quyền cùng xây dựng quê hương thì mọi người đều đồng sức, đều đồng lòng. Thôn Triều Đông gọi là một thôn là tiêu biểu ở trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Chi bộ đối quân dân chính và toàn thể nhân dân là cũng nêu cao cái tinh thần đoàn kết để mà xây dựng nông thôn mới. Hiện nay thì ở Triều Đông thì cũng đã xây dựng được công viên, phải nói là cũng là một cái công trình mà chúng tôi lấy đấy là một cái tiêu điểm để mà triển khai và cũng như là vận động tuyên truyền, và đấy là một cái mô hình để mà phát động các thôn còn lại để thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Người góp công, người góp của để hoàn thành. Sự đoàn kết, đồng lòng của lãnh đạo cũng như nhân dân thôn Triều Đông trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho bộ mặt của thôn ngày càng thay đổi, trở nên khang trang, sạch đẹp và trở thành một vùng quê đáng sống. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.